Cảm ơn tạo hóa đã mang đến hành tinh này những khu rừng, nơi ẩn chứa nhiều kiệt tác cũng như sự kỳ thú mà con người chưa thể khám phá hết. Trên hòn đảo Madagascar, nơi những khu rừng nhiệt đới dày đặc trải dài từ đỉnh đồi đến các thung lũng sâu thẳm. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, một chú vượn cáo nhỏ nhanh nhẹn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Đôi mắt to tròn sáng lên như những viên ngọc lấp lánh giữa tán lá rậm rạp. Không xa đó, một con tắc kè hoa thu mình trên một nhành cây, lặng lẽ thay đổi màu sắc để hòa vào cảnh quan xung quanh. Trên mặt đất, những cây bao báp khổng lồ với thân cây to lớn vươn thẳng lên trời, như những người gác cổng cổ đại của khu rừng, kể lại câu chuyện hàng thế kỷ về sự sống và thích nghi trên hòn đảo này. Động vật và thực vật đặc hữu của Madagascar. Từ những loài bò sát kỳ lạ đến những loài hoa hiếm, đều là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa tách biệt. Tuy nhiên, vẻ đẹp độc đáo này không chỉ là di sản tự nhiên, mà còn là một lời nhắc nhở về tính mong manh của hệ sinh thái. Những khu rừng này không chỉ là ngôi nhà của hàng ngàn loài, mà còn là biểu tượng cho sự đa dạng sinh học vô giá của hành tinh. Nơi mà mỗi loài, mỗi cành cây, mỗi viên đá đều giữ một vai trò không thể thay thế. Kè hoa, bậc thầy của sự ngụy trang và thay đổi sắc màu. Tắc kè hoa là một trong những loài bò sát kỳ diệu và hấp dẫn nhất trong thế giới động vật. Nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc và mắt có thể di chuyển độc lập.
Loài động vật này không chỉ là biểu tượng của sự thích nghi, mà còn là chủ đề nghiên cứu sâu rộng về sinh học tiến hóa và sự thay đổi môi trường. Một họ hàng độc đáo. Tắc kè hoa thuộc họ Chameleonidae, với khoảng 202 loài đã được ghi nhận, sinh sống chủ yếu ở lục địa châu Phi và đảo Madagascar. Chúng cũng có mặt ở một số khu vực thuộc châu Âu, Trung Đông và Nam Á. Mặc dù phân bố địa lý rộng lớn, phần lớn loài tắc kè hoa tập trung nhiều nhất tại Madagascar, nơi được coi là thiên đường của tắc kè hoa, với hơn 50% số loài trên thế giới sinh sống tại đây. Điều này làm cho Madagascar trở thành một điểm nghiên cứu quan trọng để hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và đa dạng sinh học của loài tắc kè hoa. Một trong những đặc điểm nổi bật và thường bị hiểu nhầm của tắc kè hoa là khả năng thay đổi màu sắc. Người ta thường nghĩ rằng tắc kè hoa thay đổi màu sắc để hòa mình vào môi trường xung quanh. Nhưng thực chất, màu sắc của chúng chủ yếu là để giao tiếp và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Mỗi loài tắc kè hoa có một bảng màu đặc trưng. Và sự thay đổi này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần, căng thẳng hay sợ hãi, tình trạng sức khỏe, nhiệt độ môi trường hay để thu hút bạn tình. Cấu trúc sinh học đặc biệt trong da của tắc kè hoa giúp chúng thay đổi màu sắc. Da của chúng chứa các tế bào sắc tố gọi là chromatophore, và dưới lớp đó là một tế bào chứa các tinh thể guanin. Khi tắc kè hoa co giãn lớp tế bào này, ánh sáng sẽ phản chiếu lên các tinh thể, tạo ra sự thay đổi màu sắc rõ rệt. Chẳng hạn, khi tắc kè hoa cần hấp thụ nhiệt, chúng sẽ chuyển sang màu tối hơn để hấp thụ nhiều nhiệt từ ánh sáng mặt trời hơn. Ngược lại, khi cần giảm nhiệt, chúng sẽ chuyển sang màu nhạt hơn để phản chiếu bớt ánh sáng. Mắt của tắc kè hoa là một trong những cấu trúc đặc biệt và tiên tiến nhất trong giới bò sát. Khả năng di chuyển độc lập của đôi mắt giúp chúng có thể quan sát môi trường xung quanh một cách toàn diện mà không cần di chuyển cơ thể. Đây là một lợi thế tuyệt vời khi săn mồi hoặc tránh kẻ thù. Khi phát hiện một con mồi, cả hai mắt sẽ lập tức hướng về mục tiêu để cung cấp cho tắc kè hoa tầm nhìn lập thể, giúp định vị chính xác khoảng cách và thời điểm ra đòn. Mắt của tắc kè hoa có thể xoay tới 180 độ, và chúng có khả năng nhìn gần như toàn cảnh 360 độ mà không cần di chuyển cơ thể. Điều này không chỉ giúp chúng săn mồi hiệu quả, mà còn là biện pháp phòng thủ tuyệt vời trước các loài săn mồi như chim hay rắn. Tầm nhìn của chúng cũng cực kỳ sắc nét, giúp chúng nhận diện con mồi nhỏ từ khoảng cách xa. Lưỡi của tắc kè hoa là một trong những công cụ săn mồi hiệu quả và đáng kinh ngạc nhất trong thế giới động vật. Tốc độ và sự chính xác của lưỡi giúp chúng bắt được con mồi chỉ trong tích tắc. Lưỡi của tắc kè hoa có thể dài hơn cả chiều dài cơ thể của nó và phóng ra với tốc độ cực cao, có thể đạt tới 6 mét trên một giây. Đầu lưỡi của tắc kè hoa có một cấu trúc giống như chiếc cốc hút, giúp nó dính chặt vào con mồi trước khi kéo về miệng. Khi săn mồi, tắc kè hoa thường sử dụng chiến thuật rình rập. Chúng di chuyển rất chậm và quan sát kỹ lưỡng con mồi bằng đôi mắt tinh tế của mình.
Khi đến khoảng cách đủ gần, chiếc lưỡi sẽ phóng ra với tốc độ cao, bắt lấy con mồi trước khi đối phương kịp phản ứng. Khả năng này giúp chúng săn bắt hiệu quả các loài côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi và bọ cánh cứng. Tắc kè hoa chủ yếu sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới, nơi có độ ẩm cao và cây cối dày đặc. Những khu rừng này cung cấp đủ nguồn thức ăn và môi trường thích hợp để chúng tồn tại. Tuy nhiên, một số loại tắc kè hoa cũng đã thích nghi để sống ở những vùng khô cằn hơn, như vùng sa mạc hoặc đồng cỏ khô. Tắc kè hoa là loài động vật sống đơn độc và chỉ gặp nhau trong mùa giao phối. Chúng cũng là loài có lãnh thổ rõ ràng, và con đực thường trở nên rất hung hăng khi bảo vệ lãnh thổ hoặc khi thu hút con cái. Trong các cuộc đấu tranh giữa các con đực, tắc kè hoa sẽ mở rộng cơ thể và thay đổi màu sắc để tỏ ra lớn hơn và đáng sợ hơn đối phương. Cuộc đấu tranh này thường diễn ra mà không có bạo lực, chỉ dừng lại ở sự đe dọa qua màu sắc và kích thước. Phá rừng để khai thác gỗ và làm nông nghiệp đã phá hủy nhiều khu rừng nguyên sinh, nơi tắc kè hoa sinh sống. Ngoài ra, việc bắt và buôn bán tắc kè hoa để làm thú cưng cũng là một yếu tố góp phần khiến số lượng của chúng giảm sút. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, viết tắt là IUCN, một số loại tắc kè hoa đã được liệt kê vào danh sách các loài bị đe dọa và cần được bảo vệ khẩn cấp. Các biện pháp bảo tồn hiện đang tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống của chúng, đồng thời hạn chế việc buôn bán trái phép. Các tổ chức bảo tồn quốc tế và các nhà nghiên cứu cũng đang cố gắng nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ loài động vật này. Tắc kè hoa là một loài động vật độc đáo, tượng trưng cho sự tiến hóa và thích nghi tuyệt vời của tự nhiên. Tuy nhiên, tương lai của tắc kè hoa đang đối mặt với nhiều thách thức và việc bảo vệ môi trường sống của chúng là một nhiệm vụ cấp thiết. Sự ngạc nhiên và hứng thú mà tắc kè hoa mang lại cho chúng ta không chỉ đến từ vẻ bề ngoài hay khả năng kỳ diệu của chúng, mà còn từ những bài học về sự thích nghi và cân bằng trong thiên nhiên. Việc bảo tồn loài này không chỉ giúp duy trì một phần quan trọng của hệ sinh thái, mà còn là bảo vệ một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về sự đa dạng sinh học của hành tinh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mời các bạn nhấn subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau trong những chủ đề tiếp theo.